cho trứng dẫn của chúng ta đây. Mình sẽ mở ra cái nhân vật chính của chúng ta nhé. Dán quá kỹ rồi. Đây. Rốt bòn của chúng ta đây. Rất là nặng tay nha các bạn. Rất là nặng tay nha. Rồi. Mình sẽ unbox tới đây thôi nhé. Chúng ta sẽ có một bài review sau đó. Đây. Bạn phải làm một ghép nguyên một cái áo tròn như này, nhưng mà chúng chơi với tơi trò ảo thuật che cái tay lại.